Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, các vụ trọng án với những phương thức gây án khác nhau của từng hung thủ đã gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Mỗi vụ án là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Rất nhiều năm về trước, dọc quốc lộ 51 chạy qua địa bàn tỉnh Đồng Nai đã trở thành cung đường khiếp sợ. Đoạn đường này xảy ra rất nhiều vụ giở trò đồi bại, trộm cướp khiến dư luận hoang mang tột độ. Trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng, luôn xuất hiện một gã đàn ông thân hình gầy guộc, chỉ mặc độc chiếc quần đùi, dùng xà beng cậy cửa, đột nhập vào nhà dân để khống chế và trộm cắp. Không dừng lại ở đó, nếu gặp nạn nhân là nữ, hắn sẽ giở trò đồi bại, cướp tình trước rồi mới cướp của. Khoảng 0 giờ 45 phút ngày 4 tháng 6, chị Cao Thị Hồng Vân sinh năm 1980, ngụ xã Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai, cùng với hai chị em ruột là Đặng Thị Ngọc Quỳnh sinh năm 1978 và Đặng Thị Ngọc Bình sinh năm 1982, cùng ngụ tại xã Phước Bình, đang ngủ trong quán cà phê, phát hiện một thanh niên cởi trần mặc quần xịp đỏ, tay cầm đèn pin và vật sắc nhọn đi vào khống chế ba cô gái. Tại đây tên cướp hai lần dùng vũ lực cưỡng bức Vân, sau đó hắn lục tung đồ đạc, lấy một chiếc xe đạp hiệu Trung Quốc, một dây chuyền vàng 18K, hai nhẫn kiểu 6 phân vàng 18K của Đặng Thị Ngọc Quỳnh rồi bỏ đi. Hôm sau nạn nhân kiểm tra thì phát hiện thủ phạm để lại một cây xà beng loại phi 14 dài 45cm bên hông quán. Tiếp đó ngày 11 tháng 6 năm 1999, Công an huyện Long Thành lại tiếp nhận thêm một vụ việc nữa của nạn nhân Phan Thị Ngọc Phương. Theo đó khoảng 2 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6 năm 1999, chị Phương sinh năm 1978 và em gái Phan Thị Ngọc Tú sinh năm 1984 đang ngủ tại quán cà phê của gia đình thuộc xã Phú Thái, Long Thành. Phát hiện có ánh đèn pin loại nhỏ rọi thẳng vào nhà. Một gã thanh niên yêu cầu chị mở cửa mua thuốc lá hút. Nhận thấy đã muộn nên chị không mở cửa thì bị tên thanh niên dọa sẽ phá cửa dùng vật sắc nhọn tấn công. Nhưng chị Phương coi lại đồng hồ bảo không còn sớm, không mở cửa thì bị tên thanh niên dọa nếu không mở cửa sẽ phá cửa rồi xuống tay lấy mạng. Hai chị em Phương và Tú hoảng sợ la lớn thì tên này bỏ chạy. Khoảng 2 giờ sáng ngày 15 tháng 10, nạn nhân Trần Thị Thanh Tâm, 15 tuổi ở xã An Phước, Long Thành đang ngủ trong phòng thì bị một thanh niên lao vào khống chế cưỡng bức. Sau khi thỏa mãn thú tính, tên cầm thú đã lấy đi tài sản có giá trị. Tại xã Phước Thái, Long Thành, chị Nguyễn Thị Phương, 20 tuổi, đang ngủ, cũng bị một thanh niên tóc dài làm hại. Sau đó y lấy 300.000 đồng, một số vật dụng rồi bỏ đi. Tại Long Phước, chị Đinh Thị Lan, 22 tuổi và em gái Đinh Thị Trung, 20 tuổi, đang ở trong quán cà phê, cũng bị một đối tượng dùng vật sắc nhọn khống chế buộc Lan tự cởi đồ để hắn thỏa mãn thú tính. Sau đó hắn nằm hút thuốc rồi tiếp tục cưỡng bức nạn nhân còn lại, lục lấy 500.000 đồng. Những vụ cưỡng bức và cướp liên tục chưa được điều tra làm rõ, thì nửa đêm 23 tháng 6, tại quán giải khát ở xã Long Phước, Long Thành, Hoàng Thị Thu Thảo, 16 tuổi, quê Bình Thuận và chị Hồ Thị Minh, 25 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, bị cướp sợi dây chuyền vàng 18K, hai nhẫn và một đồng hồ. Rồi kẻ cướp giở trò đối bại với em Thảo, sau đó bỏ đi để lại cây xà beng dài 50cm. Cũng trong thời gian trên, tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu xảy ra 8 vụ án giở trò đối bại, cướp tài sản mà thủ phạm và phương thức thủ đoạn gây án tương tự như các vụ ở Long Thành, Đồng Nai. 2 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6 tại quán cà phê ở thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, ba chị em ruột đang ngủ đã bị một thanh niên xông vào dùng hung khí khống chế, cướp của, cưỡng tình. Cũng tại thị trấn Phú Mỹ, có ba nữ nạn nhân khác bị cướp sợi dây chuyền vàng 18K, ba đôi bông tai vàng 18K và 1 triệu 500.000 đồng. Sau khi khống chế buộc ba cô nằm xuống giường, tên này lục đồ đạc thì cả ba cô vùng dậy chạy ra khỏi quán kêu cứu, tên cướp thoát khỏi hiện trường trong đêm vắng. Ngoài ra, tin đồn thất thiệt về một nhóm người bị nhiễm căn bệnh thế kỷ từ Thái Lan vượt biên vào Việt Nam đang lảng vảng tại nơi đây, khiến dân chúng sống dọc tuyến quốc lộ 51 nhấp nhổ. Bởi theo lời đồn, cứ ban ngày chúng ẩn nấu trong rừng, đêm lại ra đường chặn người bắt cóc phụ nữ. Với hành tung xuất quỷ nhập thần, chúng đã thực hiện nhiều vụ cướp bóc, cưỡng tình chót lọt. Câu chuyện về hắn lan rộng, kể từ đó hàng quán dọc quốc lộ bị quấy nhiễu, đua nhau đóng cửa. Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai dồn sức vào cuộc điều tra.
với một sức ép vô cùng lớn. Hơn 2.000 công an xã, dân quân được tung ra, ngày đêm làm nhiệm vụ chốt chặn, mai phục những vùng khả nghi. Nhưng do hung thủ gây án lúc nửa đêm đã đẩy chuyên án rơi vào cảnh bế tắc. Việc xác định chân dung nghi phạm chỉ dựa vào lời khai chắp vá, đứt đoạn mơ hồ của nhân chứng để phá án gần như trở thành điều không tưởng. Theo mô tả của các bị hại thì tên cướp có nhận dạng rất dễ nhớ, tóc dài quá vai, người ốm rong ròng, mắt sâu, má hóp. Cơ quan điều tra quyết định dùng cách vẽ chân dung để nhận dạng hung thủ và họa sĩ Thành, một người nổi tiếng với khả năng vẽ chân dung qua lời kể, đã được mời tham gia chuyên án. Hung thủ lộ diện. Chỉ bằng cây bút chì với tờ giấy cùng lời kể của người bị hại, họa sĩ đã nhanh chóng phác họa chân dung kẻ thủ ác với những đặc điểm trong hình. Qua sàng lọc đối tượng, Công an huyện Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu phát hiện Phó Văn Chính, sinh năm 1963, thường trú quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, có đặc điểm nhận dạng giống đối tượng gây án. Tiếp tục xác minh, trinh sát biết được Phó Văn Chính đã có vợ con nhưng thường bỏ nhà sống lang thang. Y từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 36 tháng tù. Vào lúc 1 giờ 30 ngày 6 tháng 9 năm 1999, trong quá trình tuần tra, tổ trinh sát phát hiện một thanh niên tóc dài, mặc quần đùi màu trắng, áo sơ mi màu tối, tay xách giỏ đệm từ bên kia đường băng qua quốc lộ 51 đến một quán giải khát. Khi hai trinh sát tiến lại gần thì đối tượng vùng chạy. Hơn 3 tuần sau, rạng sáng ngày 30 tháng 9, gã thanh niên tóc dài đi xe đạp lại tiếp tục xuất hiện. Nhưng khi được yêu cầu đứng lại thì đối tượng bỏ chạy vào khu vực rừng tràm rồi mất dấu. Tiến hành lùng sục, cơ quan công an phát hiện thấy đối tượng đang ép mình sát bờ vực, liền lập tức bắt giữ. Sau 2 tháng, kẻ gây ra những vụ cướp án cưỡng tình gây chấn động quốc lộ 51 đã xa lưới. Sau khi được đưa về công an tỉnh Đồng Nai, Phó Văn Chính đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nói về nguyên nhân gây án, bởi vì bản thân muốn có tiền ăn tiêu, Chính đã nảy sinh thói trộm cướp. Đáng nói, không chỉ cướp tiền, khi tới nhà nếu gặp mục tiêu là nữ thì hắn sẽ tiện thể cưỡng tình. Chính khai nhận từ tháng 2 năm 1997 cho đến khi bị bắt giữ, hắn đã thực hiện chót lọt 58 vụ cướp của, trong đó có 9 vụ vừa cướp của vừa giở trò đồi bại. Toàn bộ tài sản cướp được hắn bán cho những mối tại Bà Rịa, Vũng Tàu với giá rẻ. Số tiền bán được hắn dùng để ăn chơi. Theo lời khai của y thì mỗi buổi chiều sau khi ăn nhậu, Chính đón xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh xuống ngã ba Vũng Tàu đến phường Long Bình Tân, Biên Hòa, mua xe ben, đèn pin rồi đón xe đến Long Thành hoặc Tân Thành gây án. Để đánh lạc hướng nạn nhân, ban đầu khi đột nhập vào nhà, y lấy những thứ cần thiết mang ra ngoài giấu trước. Khi trở vào tìm cách đánh thức nạn nhân và dùng hung khí khống chế cưỡng tình. Nếu nạn nhân có ý định kháng cự hoặc có từ 2 đến 3 người trở lên thì y ra ngoài giả vờ nói chuyện hoặc có những động tác làm cho nạn nhân tin là có đồng bọn ở bên ngoài, từ đó không dám chống cự và tố cáo sau này. Qua nhiều lần dò la địa bàn, nắm được địa điểm, tâm lý và quy luật hoạt động của nạn nhân, y đã ra tay gây án hàng loạt trên địa bàn Long Thành, Đồng Nai và Tân Thành, Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngoài ra, Chính còn thực hiện chót lọt 40 vụ trộm cắp xe máy và các tài sản khác trên địa bàn hai huyện Long Thành, Tân Thành. Qua khai thác, công an đã bắt giữ hai kẻ tiêu thụ tài sản do tên Chính trộm cắp cướp được đem bán là Lý Minh Tâm và Nguyễn Ngọc Thịnh, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Hơn một năm sau, tại pháp trường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, tên Chính đã phải đền tội, khép lại cuộc đời của một kẻ đã gây ra bao tội lỗi và nỗi ám ảnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để nhận được thông tin vụ án mới nhất. Kính chào và tạm biệt quý vị.